Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Vivo, sản phẩm được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm Vivo, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống Vivo Nail Supply. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của Tyler Diệp và Thanh Thảo. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Scotland mừng lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Kết quả xét nghiệm cho thấy chất bột tìm thấy tại Tòa Bạch Ốc là cocaine. Hunter Biden làm việc với cựu dân biểu đảng Cộng Hòa. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đến nguy cơ đe dọa thực sự từ Nga đối với Zaporizhia. Kêu gọi quốc hội hành động trong bối cảnh bạo lực súng đạn tại Mỹ gia tăng. Hải quân Hoa Kỳ ngăn chặn Iran bắt giữ một chiếc tàu chở dầu tại vịnh Oman. Nghiên cứu cho thấy thừa cân không liên quan đến chết sớm. Tranh cãi chung quanh việc xả nước thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Và thưa quý vị, Thanh Thảo sẽ mở đầu với bản tin trong phần này. Bản tin đầu tiên là Scotland mừng lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Vua Charles Đệ Tam hiện diện tại Edinburgh ngày hôm thứ Tư, 5 tháng 7, nơi ông chuẩn bị nhận được vương miện Scotland đính nhiều viên ngọc quý. Sự kiện này nhằm kỷ niệm tuần lễ hoàng gia và lễ đăng quang của nhà vua hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, khi đám rước hoàng gia đến nhà thờ Thánh Giles vào ngày thứ Tư, không phải ai trong đám đông người tụ tập bên ngoài cũng chào đón họ. Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét của những người biểu tình rằng ông không phải vua của tôi. Điểm nổi bật của nghi lễ hôm thứ Tư tại thủ đô Edinburgh của Scotland là nghi lễ tạ ơn quốc gia. Trong đó, nhà vua được tặng những viên ngọc quý của vương miện Scotland. Được biết đến với tên gọi là Honours of Scotland, những món trang sức vương giả này là đồ trang sức lâu đời nhất của Vương quốc Anh, với một số vật liệu có từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16. Tuy vậy, theo chính phủ Scotland, thanh kiếm là một vật gần đây. Thanh kiếm Elizabeth được đặt theo tên của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ là thanh kiếm quốc gia mới, thay thế cho thanh kiếm được giáo hoàng Julius đệ nhị trao cho vua James đệ tứ vào năm 1507 vì sự mỏng manh của nó. Trước buổi lễ là lễ rước của người dân và lễ rước của hoàng gia đến nhà thờ, rồi kết thúc bằng màn chào bằng súng. 21 phát súng chào mừng từ trung đoàn 12 pháo binh hoàng gia vang lên khi kết thúc buổi lễ trước khi đoàn rước hoàng gia trở lại cung điện Holyrood House để xem phần chào mừng của không quân. Một màn bay của lực lượng không quân hoàng gia cũng được giới thiệu, tô điểm màu bầu trời bằng những vệt đỏ, trắng và xanh lam. Lễ kỷ niệm diễn ra trong tuần lễ Holyrood hàng năm đầu tiên của vua Charles Đệ Tam hay là tuần lễ hoàng gia, trong đó quốc vương đã đi khắp Scotland để tôn vinh văn hóa, thành tựu và cộng đồng của họ. Một loại bột màu trắng được tìm thấy bên trong tòa Bạch Ốc vào cuối ngày Chủ nhật vừa qua. Nguồn tin cho biết loại bột này được tìm thấy ở khu vực West Wing, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. West Wing gắn liền với khu văn phòng điều hành nơi Tổng thống Joe Biden cư ngụ. Nơi đây có phòng bộ dục, phòng nội các cũng như là khu vực báo chí và các văn phòng và không gian làm việc cho nhân viên của Tổng thống. Hàng trăm người làm việc hoặc là đi qua khu vực West Wing thường xuyên. Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết chất này được tìm thấy gần lối vào tầng trệt của West Wing. Địa điểm là nơi các chuyến tham quan tòa Bạch Ốc do nhân viên dẫn đầu đi qua trên đường vào tòa nhà. Chất này được tìm thấy gần nơi khách được yêu cầu để lại điện thoại di động trước khi vào West Wing. Tòa Bạch Ốc tạm thời đóng cửa một thời gian trước khi được mở cửa trở lại. Phát ngôn viên của Sở Mật vụ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email là vào tối ngày Chủ nhật, khu phức hợp đã đóng cửa để mà các nhân viên mật vụ điều tra một vật lạ được tìm thấy bên trong khu làm việc. Sau đó nó được xác định là chất cocaine. Sở cứu hỏa của Washington DC đã được gọi đến để mà đánh giá và nhanh chóng xác định vật phẩm này không nguy hiểm. Đồng thời cho biết thêm đã có một cuộc điều tra về nguyên nhân và cách thức về cách mà chất này xâm nhập vào tòa Bạch Ốc. Tổng thống Biden đã không có mặt trong tòa Bạch Ốc vào ngày Chủ nhật vừa qua. Ông cùng gia đình nghỉ cuối tuần tại Camp David. Các quan chức cho biết là họ đang làm việc
để mà xác định ai đã mang cocaine vào tòa Bạch Ốc. Phản ứng trước việc này thì cựu phó tổng thống Mike Pence trong một chương trình phỏng vấn trên hệ thống phát thanh của ông Hugh Hewitt sáng nay đã nói họ cần phải tìm hiểu tận cùng sự việc. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, ma túy bất hợp pháp đã được tìm thấy. Nghe nói họ tìm thấy chúng trong thư viện và những nơi khác trong sự lơ là của tòa Bạch Ốc. Dĩ nhiên là họ phải điều tra vấn đề này một cách cặn kẽ. Kế đến là bản tin ông Hunter Biden làm việc với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa. Cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Denver là Riggleman đang hỗ trợ nhóm pháp lý cố vấn cho ông Hunter Biden, là con trai của đương kim Tổng thống Joe Biden. Riggleman đang giúp cho các luật sư của ông Hunter Biden trong khi họ vật lộn với sự giám sát ngày càng gia tăng của các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đối với những giao dịch kinh doanh của ông. Các luật sư của ông Hunter Biden gần đây đã đáp lại những người tố giác tại Sở Thuế Liên bang IRS, đã làm chứng trước Quốc hội rằng con trai của Tổng thống Biden đã nhận được sự ưu đãi từ Bộ Tư pháp. Ông Hunter Biden được dự kiến sẽ nhận tội tại Tòa án Liên bang vào cuối tháng này và sẽ thừa nhận hai tội nhẹ về thuế trong một vụ giàn xếp. Ông Hunter Biden cũng có thể tránh bị truy tố về tội trọng tội dùng súng nếu như ông ta tuân theo các quy tắc do tòa án áp đặt trong một khoảng thời gian nhất định. Ông Riggleman trước đây từng là cố vấn kỹ thuật cao cấp cho Ủy ban tuyển chọn Hạ viện điều tra vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại thủ đô Hoa Kỳ. Riggleman chủ yếu giúp cho nhóm pháp lý đánh giá các vấn đề về dữ liệu và đã giúp các luật sư giải quyết những yêu cầu của Quốc hội và các tuyên bố của Đảng Cộng hòa về hành động của ông Hunter Biden. Riggleman đã làm việc với nhóm từ cuối năm ngoái về phân tích dữ liệu. Theo ông Kevin Morris là luật sư của ông Hunter Biden, thì ông Riggleman là một nguồn tài nguyên vô giá và chúng tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong việc gỡ rối một lượng lớn cáo trạng tham nhũng và thông tin sai lệch liên quan đến câu chuyện này. Riggleman nói với hãng tin rằng nhóm pháp y, dữ liệu và điện thoại của ông ta đang làm việc với các luật sư của ông Hunter Biden, tập trung vào dữ liệu toàn bộ. Những người biết về nhóm pháp lý của ông Hunter Biden nói rằng ông Riggleman đã trở thành một phần trong vòng thân cận của Biden và ông ấy đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về những chiến thuật của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Ông Riggleman đã nói trong một tweet vào ngày thứ Tư rằng ông không ủng hộ hay là chống đối ông Hunter Biden mà chỉ làm việc vì sự thật. Như bản tin buổi sáng chúng tôi đã gửi đến quý khán giả, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video hôm thứ Ba rằng là quân đội Nga đã đặt các vật thể giống như là chất nổ trên mái nhà của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tổng thống Zelensky khẳng định rõ ràng là trong mọi trường hợp, thế giới thấy rõ rằng là nguồn đe dọa nguy hiểm duy nhất đối với nhà máy điện hạt nhân này là Nga chứ không ai khác. Tổng thống Zelensky đã đưa ra khả năng rằng là Nga có thể gây ra tai nạn hạt nhân không phải bằng cách là bắn đầu đạn mà bằng cách là biến chính nhà máy Zaporizhia thành vũ khí. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một chất nổ mà Ukraine tuyên bố đã tìm thấy được kích nổ? Zaporizhia có thể trở thành một Chernobyl khác, và nếu có thì điều này sẽ giúp ích gì cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine? Vào tháng 6, thì Tổng thống Zelensky cho biết rằng là tình báo của quốc gia này đã nhận được thông tin rằng là Nga đang xem xét kịch bản tấn công khủng bố tại nhà máy điện hạt nhân, và cuộc tấn công bị cáo buộc sẽ có liên quan đến việc rò rỉ phóng xạ. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine nói với truyền hình nhà nước rằng là người Nga đã khai thác nhà máy này. Nếu họ vô hiệu hóa nó bằng cách là cho nổ tung nó, thì khả năng cao là sẽ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Ngay lập tức thì Điện Cẩm Linh đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Tổng thống Zelensky đã leo thang đáng kể lập luận này trong bài phát biểu của ông vào tối ngày thứ Ba. Ông nói là cả thế giới giờ đây phải nhận ra rằng an ninh chung phụ thuộc hoàn toàn vào sự chú ý của toàn cầu đối với hành động của những người chiếm đóng nhà máy. Khi các nỗ lực phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ, bao gồm kể cả khu vực Zaporizhia, các nhà phân tích cho rằng là Nga có thể đang thực hiện một chiến dịch ngậm máu phun người, một hành động quân sự được thiết kế để mà trông giống như là nó được thực hiện bởi đối thủ, nghĩa là Nga có thể tuyên bố rằng là bất kỳ vụ nổ nào tại nhà máy điện là kết quả của cuộc pháo kích liều lĩnh từ Ukraine, chứ không phải là do chất nổ của chính họ. Trong suốt cuộc chiến thì Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng là việc Ukraine pháo kích xung quanh nhà máy có thể dẫn đến sự cố phóng xạ. Trả lời phóng viên từ CNN thì Tổng thống Zelensky xác nhận: "Tôi có tin tức cụ thể từ tình báo với đầy đủ tài liệu. Tôi không thể nói cho bạn biết loại tài liệu nào, nhưng đó là thứ liên quan đến Nga. Tôi đã nói rằng là họ đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để làm điều đó. Tình hình rất là nghiêm trọng." Sang qua tin tại Hoa Kỳ,
kêu gọi quốc hội hành động trong bối cảnh bạo lực súng đạn tại Mỹ gia tăng. Bạo lực súng đạn đã phá vỡ những gì được cho là một lễ kỷ niệm cuối tuần dài yên bình nhân lễ độc lập Hoa Kỳ. Từ bữa tiệc ngày 4 tháng 7 tại Louisiana cho đến vụ một tay súng mặc áo giáp ở Philadelphia. Hậu quả là sự tức giận được bày tỏ trên khắp nước Mỹ và những lời kêu gọi hành động mới để chống bạo lực súng đạn. Các vụ xả súng hàng loạt cuối dịp lễ 4 tháng 7 ngay trong cái nôi của nền dân chủ Hoa Kỳ ở Philadelphia đã khiến cho 5 người thiệt mạng. Theo lời cảnh sát, một tay súng mặc áo chống đạn mang theo một thiết bị theo dõi thông tin liên lạc vô tuyến của những người phản ứng đầu tiên. Kẻ xả súng đã dùng vũ khí tấn công để bắn những nạn nhân dường như một cách ngẫu nhiên. Thị trưởng Jim Kelly của Philadelphia đã nói rằng, trên thực tế là một người như vậy đi bộ trên đường phố với khẩu súng AR-15 và xả súng bừa bãi vào người dân là một tình huống đáng hổ thẹn trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cho dù đó là ngày 4 tháng 7 hay bất cứ ngày nào khác. Công tố viên của Philadelphia đã không dè dặt khi nói về luật súng của tiểu bang. Ông Larry Krasner đã cho biết quy định về súng của Pennsylvania thật là tào lao. Nếu bạn đến New Jersey hoặc đến các tiểu bang khác lân cận, nếu bạn đến Delaware thì những tiểu bang này an toàn hơn và họ là những tiểu bang có quy định về súng hợp lý hơn. Các cảnh bạo lực súng đạn xảy ra trải rộng trên khắp đất nước Hoa Kỳ, từ 9 người bị thương ở Washington DC đến ít nhất là 10 người bị bắn ở Shreveport, Louisiana. 4 nạn nhân tại Shreveport đã chết tại một bữa tiệc mừng ngày độc lập 4 tháng 7. Bà Tabatha Taylor là nghị viên của Shreveport, quận A đã nói rằng, tôi không có lời nào để chia sẻ với bạn ngay bây giờ mà có thể khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Vì vậy, tại thời điểm này, những gì tôi đang tìm kiếm là công lý. Ở Tampa, Florida, thì cảnh sát cho biết một cuộc tranh cãi về xe trượt nước, tức là jet ski, đã dẫn đến những tiếng súng vô nghĩa. Một viên đạn lạc giết chết một cậu bé 7 tuổi. Calvin Johnson là phó giám đốc điều tra và hỗ trợ cảnh sát Tampa than phiền. Không có lý do gì mà một cuộc tranh cãi lại có thể dẫn đến nổ súng. Đó là chưa kể chỉ tranh cãi về jet ski mà thôi. Theo một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, thì Hải quân Mỹ đã can thiệp để mà ngăn chặn các tàu của Hải quân Iran cố gắng bắt giữ hai tàu chở dầu trong các sự kiện riêng biệt ở tỉnh Vịnh Oman vào sáng sớm ngày thứ Tư. Theo quan chức này, thì một tàu Iran đã nổ súng vào tàu chở dầu trong nỗ lực bắt giữ tàu dầu thứ hai. Trong sự kiện đầu tiên, thì một tàu Hải quân Iran đã tiếp cận chiếc tàu TRF Moss, một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall trong vùng biển quốc tế ở tại Vịnh Oman vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương. Quan chức này cho biết tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và hướng tới biển Ả Rập khi mà tàu Iran tiếp cận. Tàu Iran không có lý do gì để mà ở đó hoặc là tiếp cận tàu chở dầu, ngoại trừ việc cố gắng bắt giữ nó. Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ cùng với máy bay tuần tra hàng hải đã tiếp cận các tàu để mà ngăn tàu chở dầu bị bắt giữ, quan chức này cho biết. Lúc đó tàu Iran đã thay đổi hướng đi và rời khỏi khu vực. Nhưng chỉ vài giờ sau thì một tàu Hải quân Iran thứ hai đã tiếp cận một tàu chở dầu khác. Đó là tàu Richmond Voyager đang ở vùng biển quốc tế cách bờ biển Muscat, Oman khoảng 22 lý. Tàu chở dầu cũng đang hướng đến biển Ả Rập và thậm chí còn cách xa vùng biển Iran hơn so với tàu chở dầu đầu tiên. Quan chức Mỹ cho biết là khi mà tàu Iran đến gần Richmond Voyager, tàu chở dầu đã phát tín hiệu cấp cứu. Vì quan chức này cho biết là tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã nhận được cuộc gọi cấp cứu và di chuyển hết tốc lực đến hiện trường. Tàu Iran đã chào đón tàu chở dầu và đang trong quá trình cố gắng dừng lại và lên tàu khi mà tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ tiến lại gần. Các nhân viên Iran trên tàu Hải quân Iran đã nổ súng vào tàu chở dầu bằng vũ khí nhỏ. Quan chức Mỹ cho biết trúng mạn tàu gần khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Quan chức Mỹ này cho biết không có ai trên tàu Richmond Voyager bị thương và tàu Iran đã rời khỏi hiện trường khi mà khu trục hạm của Hải quân Mỹ tới gần. Nghiên cứu cho thấy thừa cân không liên quan đến chết sớm. Thừa cân theo thống kê nhưng vẫn là người khỏe mạnh thì không dẫn đến tình trạng giảm tuổi thọ. Đó là theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí PLOS ONE. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu được thu thập từ năm 1999 cho đến 2018 trên hơn 554.000 người Mỹ không mang thai trên 20 tuổi. Dữ liệu được thu thập bởi cuộc khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia. Họ cũng xem xét chỉ số người tử vong trên toàn quốc Hoa Kỳ vào năm 2019. Họ nhận thấy chỉ số khối cơ thể hay là BMI, đo lượng mỡ trong cơ thể của một người dựa trên chiều cao và cân nặng, là một cách cho dấu hiệu kém về nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, thừa cân có thể làm tăng nguy cơ phát triển những căn bệnh mãn tính và cũng có thể dẫn đến các trở ngại sức khỏe nghiêm trọng và tử vong.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, đã cho biết một người trưởng thành được coi là thừa cân nếu như chỉ số BMI của họ nằm trong khoảng từ 25 cho đến 29.9. Nhật Bản sẽ sớm bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương sau khi được Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hiệp Quốc phê duyệt kế hoạch gây tranh cãi diễn ra 12 năm sau vụ tan chảy hạt nhân Fukushima. Kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý đã được thực hiện trong nhiều năm, với việc Bộ trưởng Môi trường tuyên bố vào năm 2019 rằng không có lựa chọn nào khác khi mà không còn chỗ để mà chứa vật liệu bị ô nhiễm. Ông Rafael Grassi, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đã đến Nhật Bản vào hôm thứ Ba để mà thăm Fukushima và trình bày đánh giá an toàn của Cơ quan Liên Hiệp Quốc với Thủ tướng Fumio Kishida. Nhưng có vẻ như Liên Hiệp Quốc đã làm rất ít để mà trấn an tinh thần của cư dân các nước láng giềng và ngư dân địa phương đang náo loạn, những người vẫn cảm thấy tác động của thảm họa năm 2011. Một số người đã nghi ngờ về những phát hiện của IAEA với việc Trung Quốc gần đây lập luận rằng là đánh giá của nhóm không phải là bằng chứng về tính hợp pháp trong việc xả nước thải của Fukushima. Tưởng cũng nên nhắc lại, trận động đất và sóng thần tàn khốc năm 2011 đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện và làm mát của nhà máy hạt nhân Fukushima, khiến lò phản ứng quá nóng và làm ô nhiễm nước trong nhà máy bằng chất phóng xạ cao. Kể từ đó thì nước mới đã được bơm vào để mà làm mát các mảnh vụn nhiên liệu trong các lò phản ứng. Đồng thời, nước ngầm và nước mưa rò rỉ vào trong tạo ra nhiều nước thải phóng xạ cần được lưu trữ và xử lý. Công ty điện lực nhà nước, công ty điện lực Tokyo TEPCO đã xây dựng hơn 1.000 bể chứa khổng lồ để mà chứa 1,32 triệu tấn nước thải hiện nay, đủ để mà lấp đầy hơn 500 bể bơi Olympic. Chính phủ Nhật Bản và cơ quan IAEA cho biết là nước bị ô nhiễm sẽ bị pha loãng nhiều và thải ra từ từ trong nhiều thập kỷ. Điều đó có nghĩa là nồng độ tritium được giải phóng sẽ bằng hoặc là thấp hơn lượng mà các quốc gia khác cho phép, đồng thời đáp ứng các quy định về an toàn và môi trường quốc tế, họ nói. Nhưng các chuyên gia không đồng ý về rủi ro mà điều này gây ra. Tin tức liên quan đến việc này vẫn được chúng tôi theo dõi. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm vào ngày thứ Tư khi phố Wall mở lại phiên giao dịch sau ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Và giới đầu tư xem xét biên bản cuộc họp mới nhất của Quỹ Dự trữ Liên bang để hiểu rõ hơn về chính sách tiền tệ. Biên bản từ cuộc họp ngày 13 đến 14 tháng 6 của Quỹ Dự trữ Liên bang đã được công bố vào chiều thứ Tư. Trong đó, hầu hết các quan chức cho biết những đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể xảy ra. Biên bản đã cung cấp cho phố Wall bối cảnh bổ sung cho quyết định của Ngân hàng Trung ương về việc giữ nguyên lãi suất tại một cuộc họp tháng 6. Về kinh tế, dữ liệu được công bố sáng thứ Tư cho thấy các đơn đặt hàng của các nhà máy yếu hơn dự kiến trong tháng 5. Cuối tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi một loạt dữ liệu về việc làm và tiền lương để hiểu rõ hơn về sức mạnh của thị trường lao động. Tuần trước, chỉ số Nasdaq đã kết thúc nửa đầu năm 2023 tốt nhất kể từ năm 1983, trong khi S&P 500 ghi nhận mức tăng nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm 2019 nhờ vào sự gia tăng quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, đã khiến giới đầu tư lạc quan hơn đối với thị trường chứng khoán. Chỉ số Dow Jones có hiệu quả kém hơn nhiều, chỉ tăng 3.8% trong 6 tháng đầu của năm 2023. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 129.83 điểm, tương đương với 0.38%, kết thúc ở mức 34.288.64. Chỉ số S&P 500 giảm 8.77 điểm, tương đương với 0.20%, kết thúc ở mức 4.446.82. Chỉ số Nasdaq giảm 25.12 điểm, tương đương với 0.18%, kết thúc ở mức 13.791.65. Giá vàng giảm 5.80 Mỹ Kim, tương đương với 0.30%, đóng cửa ở mức 1.923.70 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 2.13 Mỹ Kim, tương đương với 3.05%, đóng cửa ở mức 71.92 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của Tyler Diệp và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và kính chúc quý vị một buổi tối an vui. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Vivo!
sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm Vivo, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống Vivo Nail Supply. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hãng BMC cho ra đời loa kéo và loa xách tay âm thanh sóng động cực đỉnh, duy nhất trên thị trường, không có loa nào sánh được. Công suất 3.900W, có Bluetooth Optical Reverb, hệ thống chống hú, kết nối hai loa với hai microphone, tiếng hát cùng lúc, chỉ có loa BMC làm được. Loa kết nối nhỏ gọn, đẹp sang trọng, có thể mang đi khắp nơi. Mixer karaoke và hai microphone không dây, sale 599 đồng, hỗ trợ kỹ thuật qua FaceTime, gửi 48 tiểu bang Hoa Kỳ, có đủ loại size bản neon và LED cho tiệm nail. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Vivogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua đã có số doanh thu cao nhất. Vivogue, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic Colors Treatment Made in USA, làm láng mịn những gót chai khô, chai nước trầm trọng nhất. Vivogue 5 sao Wax Made in USA, wax không đau, không đỏ da. Gel X, Bio Gel và Natural Builder Gel, không hóa chất độc hại, giúp làm dày lên những móng tay đã bị yếu và mỏng. Vivo Dip Acrylic Gel Nail với hơn 3.600 màu rực rỡ nhất cho 4 mùa. Tất cả các sản phẩm Vivo bảo vệ tối đa sức khỏe của bạn và khách hàng. Vivo, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic. Liên lạc 855-775-7796. 855-775-7796. Thơm quá đi, thơm quá đi. Cà phê hòa tan 3-1 thơm quá đi thôi. Đậm đà, rất béo, đúng là ly cà phê có chất lượng. Có thể dùng cho cà phê sữa nóng hay sữa đá đều ngon. Hãy đến với Planet Coffee Roaster. Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.